Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, nếu có thứ gì đó được coi là thực phẩm hoàn hảo, thì trứng là một ứng viên. Trứng gà luôn được xem là siêu thực phẩm rất rẻ, dễ chế biến. Không chỉ có vị ngon, lòng trắng trứng còn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Chuyên gia cho rằng trứng cung cấp đầy đủ chất đạm, vitamin, chất khoáng, chất béo, hormone và các men cho cơ thể. Trứng là một món ăn quen thuộc, phù hợp đối với mọi đối tượng, nhưng không phải ai cũng biết giá trị dinh dưỡng của trứng và giải đáp được câu hỏi nên ăn trứng gà như thế nào. Tuy có rất nhiều người vẫn rất băn khoăn về câu hỏi cách ăn như thế nào là tốt nhất, lòng đỏ hay lòng trắng tốt hơn, nên ăn bao nhiêu trứng là đủ, chế biến như thế nào để có thể giữ lại dinh dưỡng nhiều nhất. Chúng ta ăn trứng nhưng chưa hiểu về cách chế biến trứng, thông tin dinh dưỡng và những bí mật để sử dụng trứng gà đúng cách. Vậy thì trong chuyên mục ngày hôm nay, Sức Khỏe Tự Nhiên sẽ chỉ ra cho các bạn những tác dụng của món ăn hạnh phúc này, đồng thời chỉ ra cho các bạn cách ăn trứng gà cực nguy hiểm, cần biết để cả nhà khỏe mạnh. Nếu muốn có một sức khỏe tốt, thì hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay để tìm ra đáp án cho những câu hỏi trên. Hãy đón xem video và lưu ý những điều mà Sức Khỏe Tự Nhiên chia sẻ ngay sau đây. Hiện nay, tại nhiều bệnh viện đã ghi nhận số ca nhập viện vì cách ăn trứng sai cách tăng lên đáng kể. Trường hợp chị Nguyễn Thị Huế, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội, tự hào một tháng con ăn hết 100 quả trứng. Cứ nghĩ đó là tốt cho con vì ăn trứng lành và dễ ăn. Nào ngờ đến khi 15 tuổi, con chị đã bị hoàn loạt các bệnh gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Chị Huế kể, từ khi sinh con, chị đã ăn ít thịt. Thích ăn trứng nên chị đã để cho con ăn theo sở thích của mình. Sáng ngủ dậy, cháu ăn 3 quả trứng luộc hoặc trứng ốp la. Ngày nào cũng vậy, như thế thành thói quen. Nếu hôm nào không ăn trứng, đến tối cháu lại nói thèm trứng và đi luộc trứng ăn. Chị Huế cứ nghĩ lòng trắng trứng không tốt, nên thấy con chị ăn lòng đỏ, bỏ lòng trắng, chị thấy yên tâm. Gần đây, cháu có dấu hiệu mệt mỏi, chán ăn. Chị cho đi khám mới phát hiện cháu bị nhiễm mỡ, gan cũng bị nhiễm mỡ, trong khi cân nặng rất bình thường so với trẻ khác. Kể ra chế độ ăn uống, bác sĩ cho biết thói quen này rất nguy hiểm bởi lạm dụng trứng. Cũng tương tự về câu chuyện một cụ già vào nhập viện vì ngày ăn 5 đến 6 quả trứng. Các cụ già răng yếu càng thích ăn trứng. Đây cũng chính là lý do nhiều người dù không béo nhưng máu và gan nhiễm đầy mỡ, gây ra rối loạn lipid. Trường hợp của ông Trần Văn Hưởng, 74 tuổi, trú tại Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Hà Nội cũng nhập viện vì động mỡ tạng. Cách đây 4 tháng, ông Hưởng đi khám được bác sĩ cảnh báo máu nhiễm mỡ cao trên 7,8. Ngoài ra, gan và các cơ quan khác cũng bị nhiễm mỡ. Ông Hưởng về nhà thực hiện ăn kiêng. Ban ngày ông ăn sáng và trưa, buổi tối ông không ăn cơm và quay sang ăn bánh quy cộng với 3 quả trứng luộc. 4 tháng sau, ông đi kiểm tra lại, máu nhiễm mỡ vẫn tăng cao mà các cơ quan ngũ tạng đều bị động mỡ. Nếu không thay đổi chế độ ăn thì nguy cơ đột quỵ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dù rất sợ đột quỵ nhưng ông Hưởng cũng không biết nên ăn như thế nào cho hợp lý. Khi được bác sĩ tư vấn, ông mới ngớ người ra. Vì khi ăn trứng, ông bỏ lòng trắng trứng chỉ vì ăn lòng đỏ và tưởng lòng đỏ trứng chứa nhiều cholesterol. Vậy, những cách chế biến trứng cực nguy hiểm nào mà chúng ta cần tránh? 1. Thêm đường, xì dầu vào trứng. Rất nhiều người thích ăn cho thêm đường khi chế biến các món ăn liên quan đến trứng. Kỳ thực hai thứ này khi được nấu chung, do tác dụng của nhiệt độ cao sẽ sinh ra một loại vật chất gọi là lysine, làm phá hủy thành phần amoni axit hữu ích trong trứng đối với con người.
do glycine có tác dụng đông máu nên sau khi vào cơ thể sẽ gây hại. Ngoài ra, trong nhiều bữa ăn sáng, món bánh mì trứng ốp la ăn kèm xì dầu được nhiều người lựa chọn và ưa thích. Tuy nhiên, trên thực tế, glycine có trong xì dầu khi kết hợp với lòng trắng trứng sẽ gây tổn thương thành phần dinh dưỡng và làm giảm thấp giá trị dinh dưỡng của cả hai loại chất này. Do vậy, cơ thể sẽ không hấp thụ được nhiều dinh dưỡng khi cho ăn kết như vậy. 2. Trứng gà chưa nấu chín. Trong trứng gà chưa được nấu chín, có hai hợp chất rất khó phân giải, gây ảnh hưởng không tốt đến việc cơ thể hấp thụ và tiêu hóa protein có trong trứng gà. Trong quá trình hình thành trứng gà sẽ mang một số vi khuẩn gây bệnh, nên khi chưa được nấu chín, các vi khuẩn này sẽ không bị tiêu diệt, rất dễ gây nên bệnh tiêu chảy. 3. Ăn trứng gà và đậu tương. Một số người có thói quen ăn trứng gà và uống sữa đậu nành trong buổi sáng. Tuy nhiên điều này là không nên, vì men phân giải protein có trong đậu tương khiến cơ thể không hấp thụ được giá trị dinh dưỡng. 4. Ăn trứng khi đói bụng. Khi bụng đang đói, nếu dùng nạp quá nhiều những thực phẩm chứa hàm lượng protein cao như trứng, sữa, thịt thì protein sẽ bị áp bức, chuyển hóa thành nhiệt năng và tiêu hao mất dinh dưỡng cho cơ thể, đồng thời trong một số thời gian ngắn. Và tích lũy quá nhiều protein thì trong quá trình phân giải sẽ sản sinh ra một số lượng chất có hại như ure, ammonia, gây bất lợi cho sức khỏe của cơ thể. 5. Trứng chiên, trứng nấu lá trà. Trứng chiên là một món ăn mà được rất nhiều người yêu thích, đặc biệt kiểu chiên cháy cảm vàng ruột. Tuy nhiên, có thể bạn không biết rằng phần cảnh bị cháy này sẽ khiến protein cao, phân tử có lòng trắng trứng biến thành axit amin, phân tử thấp. Loại axit amin này trong môi trường nhiệt độ cao có thể hình thành vật chất hóa học gây ung thư. Ngoài ra, món trứng nấu lá trà cũng không phải là một món ăn được khuyến cáo. Mặc dù món ăn này không phổ biến, nhưng bạn cũng nên cần biết rằng trứng chế biến với lá trà sẽ khiến cho vật chất oxy hóa trong lá trà kết hợp với nguyên tố sắt ở trong trứng sẽ gây tác dụng phụ là kích thích dạ dày, ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa. 6. Không rửa sạch trứng trước khi chế biến. Theo các bác sĩ, trên bề mặt vỏ trứng có những lỗ khí nên các vi khuẩn, virus, bụi, nấm mốc có thể thẩm thấu vào bên trong quả trứng, gây hại cho cơ thể. Gà Việt khi đẻ trứng ra, trên bề mặt vỏ có một lớp nhầy để bảo vệ, nhưng lớp màng nhầy này lại rất dễ bị thủy phân. Trong phân của gia cầm chứa rất nhiều vi khuẩn khác nhau, trong đó có Salmonella. Khi ăn vào cơ thể, có thể gây ra các chứng ngộ độc, tiêu chảy, ói mửa, buồn nôn xuất hiện sau 12 đến 36 giờ. Sau khi ăn trứng bị nhiễm Salmonella, các triệu chứng thường kéo dài từ 2 đến 7 ngày. 7. Tích lũy trứng quá 4 tuần trong tủ lạnh. Trứng gia cầm của nhà sau khi đẻ rửa sạch để ráo nước có thể bảo quản trong tủ lạnh khoảng 4 tuần, nhưng không nên để trứng trong tủ lạnh quá lâu, sẽ hỏng và mất chất. Đối với trứng mua ở ngoài chợ, mua ngày nào nên ăn ngày đó, không nên bảo quản trong tủ lạnh, bởi vì trứng bán ở ngoài chợ chúng ta không biết được có phải là trứng gia cầm mới đẻ hay không. Trứng bán ở ngoài chợ phơi nắng, độ đảm bảo tươi cũng không ngon. Ăn trứng gà ngay sau khi ăn quả hồng là một trong những nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm và viêm dạ dày ruột cấp tính. Ăn quá nhiều trứng gà có thể gây ra tình trạng thừa chất dinh dưỡng dẫn tới béo phì và tăng thêm gánh nặng cho gan, thận. Trứng vốn là một món ăn giàu dinh dưỡng, điều này thì hầu hết mọi người đều đã biết. Trứng gà được gọi với những cái tên nổi bật như món ăn sáng giàu dinh dưỡng nhất thế giới, kho dinh dưỡng lý tưởng hay nguồn protein tốt nhất. Mặc dù trứng được đề cập nhiều trong các tác dụng tích cực tốt cho sức khỏe, nhưng khi nhắc đến cách ăn trứng gà như thế nào để bạn có một sức khỏe tốt nhất thì có khá nhiều người còn lúng túng. Nếu ăn trứng không đúng cách và chế biến trứng sai cách sẽ dẫn đến tình trạng phản tác dụng, gây hại cho sức khỏe. Ăn theo những cách nào dễ biến trứng thành chất độc
Vậy thì xin đừng rời khỏi màn hình, vì sau đây chúng tôi sẽ cung cấp vô số thông tin hữu ích mà các bạn đang rất cần. Chúng ta hãy cùng theo dõi video ngay sau đây. Căn cứ vào sự hấp thụ chất dinh dưỡng và khả năng tiêu hóa sau khi ăn trứng cho thấy, trứng luộc nguyên vỏ tỷ lệ là 99%, trứng hấp đã bỏ vỏ là 97%, nhiệt độ nấu ở mức thấp, nhưng các chất riboflavin, lutein và các vitamin tan trong nước khác sẽ giảm. Trứng rán non lửa là 98%, nhiệt độ đun nấu thấp hơn, nhưng đã có một sự mất mát nhẹ, các chất vitamin tan trong nước. Trứng chiên già lửa 81,1%, nhiệt độ nấu cao, vitamin A, D, E, K và các vitamin tan trong dầu mỡ và vitamin tan trong nước đã mất. Trứng nấu với sữa hạt nước là 92,5%, ăn trứng sống là 30-50%. Từ những phân tích trên đây, có thể khẳng định ăn trứng luộc là có tỷ lệ hấp thụ dinh dưỡng cao nhất. Nhưng cần lưu ý rằng, trứng cần luộc đúng độ, vừa chín tới, ăn chậm, nhai kỹ và nuốt từ từ thì tiêu hóa sẽ tốt hơn. Trứng luộc cũng được xem là cách ăn tốt nhất cho người bệnh tim mạch. Cách chính xác để luộc trứng là cho nước lạnh vào nồi, rửa sạch trứng rồi luộc nhỏ lửa, cho nước nóng lên dần. Sau khi nước sôi thì đun tiếp lửa nhỏ trong 2 phút, tắt bếp và tiếp tục ngâm trứng trong nồi thêm 5 phút. Cách luộc trứng này sẽ làm cho quả trứng luộc xong có cảm giác chín mềm, thịt trứng chắc nhưng không bị cứng. Thời gian luộc trứng dài, ngắn khác nhau, sau khi ăn vào cơ thể sẽ có thời gian tiêu hóa tương ứng khác nhau, điều này nhiều người chưa biết. Ví dụ, nếu luộc trứng trong 3 phút là trứng tái, khi ăn sẽ dễ tiêu hóa nhất, khoảng 90 phút sau sẽ tiêu hóa xong. Luộc trứng trong 5 phút là trứng gần chín, cơ thể sẽ mất khoảng 2 tiếng để tiêu hóa. Luộc trứng chín kỹ sẽ mất khoảng 3 giờ 15 phút để cơ thể tiêu hóa. Trứng luộc trong 5 phút không chỉ mềm mượt, mùi vị thơm đậm đặc trưng mà còn giúp cho cơ thể dễ hấp thụ dinh dưỡng nhất. Một nghiên cứu tại Mỹ từng công bố kết luận 24 người tham gia thí nghiệm mỗi ngày ăn 2 quả trứng luộc chín non chưa chín hẳn. Sau 6 tuần thì mỡ máu không tăng lên, làm cho chất cholesterol tốt, HDL trong máu tăng lên 10%. Vậy ăn bao nhiêu trứng một ngày là tốt nhất? Trứng là thực phẩm có hàm lượng protein cao, nếu ăn quá nhiều có thể dẫn đến sự gia tăng gánh nặng cho quá trình trao đổi chất, từ đó làm tăng gánh nặng cho thận. Vì vậy, nhóm người cao tuổi và trẻ em thì nên ăn mỗi ngày một quả, còn thanh thiếu niên hoặc người lớn thì có thể ăn tối đa là 2 quả. Bên cạnh đó, trứng cũng có những tác dụng tuyệt vời không ngờ tới. 1. Trứng cung cấp protein. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì trứng gà cung cấp một lượng protein rất lớn. Cứ trong 100g trứng gà có chứa tới 10,8g protein. Ngoài ra, protein trong trứng gà còn chứa rất nhiều axit amin cần thiết cho cơ thể phát triển về thể chất chiều cao và cân nặng. Không chỉ vậy, trứng còn là một thực phẩm không thể thiếu, hỗ trợ phát triển cơ bắp để hoạt động tốt hơn. Với giá trị dinh dưỡng của trứng gà trên, hẳn sẽ giúp cho bạn bù đắp được lượng protein cần thiết cho cơ thể để phát triển một cách khỏe mạnh. 2. Trứng gà cung cấp choline. Trong một quả trứng gà có chứa tới 50% lượng choline, giúp cho các tế bào trong cơ thể thực hiện tốt quá trình trao đổi chất, chức năng của não và thần kinh, đồng thời vận chuyển các chất dinh dưỡng khắp cơ thể. Bên cạnh đó, choline còn hỗ trợ tốt cho phụ nữ mang thai 3 tháng đầu, phòng ngừa dịch bệnh bẩm sinh, thúc đẩy sự phát triển trí não cho trẻ sơ sinh. 3. Trứng cung cấp chất béo. Không ít người lo lắng về lượng chất béo có trong trứng. Một số chuyên gia cho rằng, nếu tiêu thụ trứng vịt nhiều trong thời gian dài thì lượng cholesterol tăng cao. Bên cạnh đó, không phải ai cũng biết là trứng mang lại nguồn chất béo phí lysine, giúp ngăn ngừa tích lũy và đào thải cholesterol xấu ra ngoài cơ thể để hạn chế nguồn chất béo có hại. Các chuyên gia khuyên bạn nên ăn trứng gà thay vì ăn trứng vịt. Để thay đổi khẩu phần ăn, bạn có thể chọn trứng vịt. 4.
trứng cung cấp nguồn dinh dưỡng khác. Ngoài các thành phần giá trị dinh dưỡng mà trứng mang lại, thì nó còn cung cấp cho cơ thể lượng vitamin dồi dào như vitamin A, B, B6, E và K, và những khoáng chất cần thiết cho cơ thể như canxi, sắt, magie, phospho, kẽm, đồng, mangan, selen. Những chất dinh dưỡng này, đặc biệt là selen và vitamin A, có tác dụng ngăn quá trình oxy hóa, lão hóa và hạn chế sự hình thành mảng trong động mạch. 5. Xây dựng màng tế bào khỏe mạnh. Đây là một trong những tác dụng trứng mang lại cho cơ thể mà ít người biết đến. Trứng có nguồn choline tuyệt vời. Đây là một chất cực kỳ quan trọng và thường được các nhóm vitamin B được sử dụng để xây dựng màng tế bào, có vai trò tạo ra các phân tử tín hiệu trong não. 7. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những ai ăn trứng mỗi ngày giảm 26% nguy cơ bị đột quỵ, xuất huyết. Ngoài ra, những người ăn trứng giảm được 28% nguy cơ tử vong vì loại đột quỵ này. Nhóm ăn trứng cũng giảm 12% nguy cơ mắc bệnh tim, thiếu máu cục bộ. 8. Có lợi cho sức khỏe của mắt. Lutein và yeastin có trong trứng là những chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe của mắt. Các nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ đủ lượng dinh dưỡng này có thể làm giảm đáng kể nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng, hai chứng rối loạn mắt rất phổ biến. 9. Tăng khối lượng cơ bắp, hạ huyết áp và tăng sức khỏe của xương. Trứng gà là nguồn cung cấp protein chất lượng cao cùng với các axit amin thiết yếu. Protein là dưỡng chất tạo ra tất cả các loại mô và phân tử, phục vụ cả mục đích cấu trúc và chức năng. Trứng cũng chứa tất cả các axit amin thiết yếu theo tỷ lệ phù hợp. Vì vậy, cơ thể bạn được trang bị tốt để sử dụng đầy đủ protein trong trứng, cung cấp tất cả chất đạm cho cơ thể sẽ giúp giảm cân, tăng khối lượng cơ bắp, hạ đường huyết và tối đa hóa sức khỏe của xương. 10. Giảm cân. Chế độ ăn ít calo và ăn trứng gà vào buổi sáng sẽ giúp quá trình giảm cân tăng hiệu quả lên gấp đôi. Hơn nữa, một bữa ăn sáng với trứng sẽ giúp bạn no lâu hơn, có đủ năng lượng cho một ngày làm việc và giảm lượng thức ăn tiêu thụ trong một ngày. 11. Tăng sức đề kháng. Tác dụng của trứng gà ngâm mật ong cần thiết cho người có sức khỏe kém suy nhược, cơ thể dễ mệt mỏi. 12. Giảm mệt mỏi. Lòng trắng trứng chứa rất nhiều khoáng chất cần thiết mang lại lợi ích lớn hơn cho cơ thể chúng ta. Nếu cảm thấy mệt mỏi thì nên ăn lòng trắng trứng luộc hay chiên đều tốt. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hàng đầu cho rằng lòng trắng trứng gà có ít calo, giàu protein. Canxi có lợi cho xương và răng, chứa selenium ngừa ung thư, không cholesterol xấu cho người bệnh tim. Lòng trắng trứng là nguồn riboflavin và selen. Ngoài ra, chúng còn chứa 54mg kali và 55mg natri. Lòng trắng trứng còn có chứa một lượng calo thấp, chỉ với 17 calo và không chứa chất béo no, hoặc một thứ rất hữu ích cho mọi người, nhất là những cholesterol. Lòng trắng trứng rất hữu ích cho mọi người, nhất là những người mắc bệnh tiểu đường hoặc những người bị bệnh tim. Vâng, thưa quý vị, mặc dù món ăn, kho dinh dưỡng lý tưởng đó có rất nhiều công dụng hiệu quả mang giá trị dinh dưỡng cao, nhưng nó cũng có thể gây hại nếu chúng ta không hiểu rõ về công thức chữa trị hợp lý. Chính vì vậy, bạn đừng quên áp dụng những công thức mà Sức Khỏe Tự Nhiên chia sẻ hôm nay. Sau video này, Sức Khỏe Tự Nhiên hy vọng đã cung cấp cho các bạn đầy đủ các thông tin về cách ăn món này. Chỉ cần quý vị lưu ý không mắc phải những sai lầm mà chúng tôi vừa chia sẻ ở trên và áp dụng một số giải pháp Sức Khỏe Tự Nhiên đã cung cấp cho các bạn, thì bạn cứ an tâm có một sức khỏe tốt. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Hãy bấm thích và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong số tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng,
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.